Thưa Phật, thưa đại chúng, chúng ta tiếp tục với loạt bài về tâm sở tà kiến. Một cái tâm sở chúng ta không có ưa mấy nhưng mà lại phải gặp nhiều. Học cũng mất nhiều tiết nữa. Thì chúng ta đã đi được gần hết rồi. Và một cái phần đang nghiên cứu, một cái phần quan trọng đó là cái nhân sinh ra tà kiến. Chúng ta biết được cái nhân thì từ từ chúng ta sẽ loại trừ dần để cho tà kiến không có khởi lên. Thì cái nhân thứ nhất tức là có khuynh hướng tà kiến. Cho nên chúng ta biết là cái nhân này nó là một cái nguyên nhân để nó khởi lên tà kiến. Thì mỗi khi mà chúng ta làm một cái gì thì chúng ta phải suy xét xem cái hướng đi như thế nào. Và suy xét ở đây chúng ta vận dụng hai cái trí, đó là trí văn và trí tư. Văn tư tu, văn là những điều chúng ta đã nghe, là tư duy, tức là chúng ta suy nghĩ xem là cái khuynh hướng chúng ta đang, ví dụ đang muốn làm một cái gì đó thì chúng ta dùng hai cái trí này, ít nhất là hai cái trí này để chúng ta suy xét xem là cái hướng đi đó nó có thể rơi vào tà kiến hay không. Và tất nhiên rằng là không phải là chúng ta cứ dùng hai cái này là chúng ta suy xét là nó ra, nhưng mà ít nhất là chúng ta hạn chế đến mức tối đa mà chúng ta có thể để không bị rơi vào cái tà kiến. Và nếu mà cái trí văn, trí tư của chúng ta mà nó đầy đủ thì chúng ta có thể hoàn toàn không bước vào những cái con đường đó. Thì đó là cái nhân thứ nhất. Và cái nhân thứ hai là chúng ta thân cận những người tà kiến. Thì nói chung là trong bằng đấy cái nhân ấy, phần lớn là chúng ta dùng hai cái trí này, thân cận người tà kiến. Khi mà gần gũi một người nào đó thì chúng ta cũng dùng hai cái trí đó để xem, suy xét xem là cái người đó là cái người có bị rơi vào tà kiến, có khuynh hướng tà kiến, có phải là người thiện hay không, hay là người ác. Thì khi mà có trí văn thì chúng ta cũng có thể từ hai cái trí này nó sẽ đưa đến chúng ta cái một cái gọi là cái tuệ. Tuệ phân tích, chúng ta có sự phân tích, và cái phân tích này nó có một cái phần nhạy bén để chúng ta có thể mình gọi là cái trực giác thứ sáu gì đó, mình có thể mình phân đoán được cái người đó là người đang có xu hướng tà kiến hay không. Thì chúng ta nếu mà chưa đủ sức để mà thay đổi họ thì chúng ta tránh đi. Và cái thứ ba nữa là chúng ta hững hờ với chánh pháp. Và khi mà hững hờ với chánh pháp thì tức là chúng ta làm cái nhân cho tà kiến nó khởi lên, bởi vì tránh, chúng ta chỉ cần dùng một cái từ tránh là chúng ta biết nó đi ngược lại với cái tà rồi. Thì khi mà khi nào mà chúng ta cảm thấy là cái tâm của chúng ta mệt mỏi với chánh pháp là lúc đấy chúng ta biết là phải xem xét lại một chút, lấy cái gì đó làm cái động lực để cho nó mạnh mẽ hơn. Bởi vì nói gì thì nói chứ ngay bản thân thầy cũng vậy thôi, nhiều khi nghe một cái bài pháp mà hôm nay nghe, mai nghe, tuần sau nghe, sau tự nhiên sau nghe đến cái khúc này và sau mình nghe tiếp một tuần mà sau cái này mình vẫn chưa nghe là sao? Cho nên là cái tâm của mình ấy, đấy là cũng có muốn nghe chánh pháp đấy, mà thậm chí là nghe đi nghe lại xong rồi cái ngày đấy nghe mà sao thấy nó mới rồi,
mà mình chưa từng nghe nữa. Cho nên là chúng ta nghe mà chúng ta không có chú tâm, không có chú tâm là nó cũng còn khá hơn hứng hờ với chánh pháp. Hứng hờ với chánh pháp tức là gì? Tức là chúng ta quay lưng với chánh pháp, thì cái đó nó còn tệ hơn nữa. Chúng ta ít nhiều có nghe nhưng mà nó không vô cũng được. Lâu lâu mình làm lá môn lá khoai thì đấy cũng được. Để cho nó, và chúng ta biết chính cái hứng hờ với chánh pháp đó nó sẽ khiến cho chúng ta sang cái thứ tư, đó là chúng ta có nhiều cái suy luận sai lầm. Chúng ta đang ở đây đúng không? Thì cái suy luận sai lầm thứ nhất lần trước chúng ta đã học rồi. Đó là, đúng rồi, chúng ta sẽ suy nghĩ đến cái việc hưởng thụ dục lạc. Bởi vì chúng ta sinh, tại sao mà chúng ta chỉ nhắc đến dục lạc? Là bởi vì chúng ta ở trong cái thế giới này được gọi là dục giới. Dục giới là do dục, chúng ta có cái lòng ham muốn, chúng ta mới cộng nghiệp, chúng ta mới sinh lại cái thế giới này. Cho nên là nếu mà cái thế giới này mà không nói đến cái này đó, thì nó không còn cái thế giới này nữa. Và cái này nó có, như đã nói, nó có cái vị ngọt của nó. Cho nên nó lôi kéo chúng ta. Mà khi mà hưởng thụ những cái vị ngọt này đó, thì chúng ta sẽ suy nghĩ đến cái bản thân chúng ta. Tức là ta là người thụ hưởng dục lạc, rồi dục lạc là của ta, và có một cái thế giới dục lạc thì nó sẽ dẫn đến cái việc mà trường tồn đó. Chủ yếu chúng ta sẽ rơi vào cái khuynh hướng này. Và như thế thì các loại tà kiến nó mới dồn dập, nó mới ồ ạt, nó khởi lên từ cái chỗ đó. Và cái suy luận sai lầm thứ hai đó là sẽ có suy nghĩ đến nhiều vấn đề, không hiểu tôn giáo được. Nhiều cái suy luận sai lầm thì thứ nhất là nó có hai. Thứ nhất là suy nghĩ về dục lạc thì nó đưa chúng ta đến những cái suy luận sai lầm. Và cái thứ hai nữa là chúng ta suy tư đến những cái vấn đề mà chúng ta không thấu hiểu được. Không thấu hiểu đây thì nó sẽ có bốn. Cái hạng này ấy, là chúng ta thấy là với cái hạng mà bình thường. Trên thực tế những cái này chúng ta dùng một cái từ nó mới mẻ chút thôi, chứ thực ra chúng ta cũng biết rồi, cái hạng này là cái hạng bình thường, gọi là thụ hưởng dục lạc đó. Còn hạng thứ hai là cái hạng mà nó thanh cao hơn chút. Thanh cao cũng có, mà trên thực tế mình nói cái lĩnh vực nó nhiều một chút, chứ cái hạng này không thanh cao cũng có. Nói là thanh cao là sao? Tức là những cái hạng này á, suy nghĩ đến cái vấn đề mà nó cao thượng hơn chút, tức là thấy rằng là dục lạc nó thấp kém rồi mới suy nghĩ đến những cái vấn đề mà nó gọi là tương đối khá một chút. Và đây chúng ta thấy sẽ có bốn. Thứ nhất là Phật trí. Cái này hôm nào học đến đây chưa? Yeah. Phật trí là chúng ta thấy là không có thể hiểu thấu đáo được. Bởi vì chúng ta thấy rằng là trí của Phật đó là chúng ta vẫn tán thán, chúng ta biết, kể cả là con người cũng vậy, và chư thiên cũng vậy. Cả hai hạng này á, đều biết trí của Phật rất là, tức là nó vô biên, nó rất là lớn, rất là cao, rất là rộng, nhưng mà vẫn cứ muốn đo lường, tức là luôn luôn, tức là chúng ta thấy là trong 10 cái câu hỏi siêu hình nó có cái câu gọi là Như Lai còn sau khi chết hay là không còn, vân vân. Thì tức là muốn dùng cái trí của mình để mà đo lường cái trí của Phật. Nhưng mà cái này chúng ta thấy là không có thể hiểu thấu đáo được. Bởi vì muốn hiểu thấu đáo đó là chúng ta phải làm sao? Ít nhất là chúng ta phải bằng Phật. Học Đại Thừa mình cứ nói rồi, tức là chỉ có Phật với Phật mới hiểu nhau thôi, chứ mình không có hiểu được. Cho nên đó, cái trí của chúng ta, chúng ta đem ra chúng ta đo lường Phật, nhiều khi chúng ta kéo Phật xuống, cái chuyện này không quan trọng đi. Nhưng mà cái vấn đề ở đây chúng ta thấy là khi mà dùng cái trí của mình để đo lường cái trí của Phật, tức là suy nghiệm đến những cái trí của Phật đó, thì tự nhiên là mình sẽ không hiểu hết. Và khi mà không hiểu hết đó, thì nó sẽ sinh ra cái vấn đề là
suy luận. Suy luận giống như là Phật còn sau khi chết hay không còn, ví dụ như vậy đó, thì sẽ sinh ra những cái quan điểm, những cái quan kiến khác nhau. Và những cái quan điểm, quan kiến đó thì do mình không hiểu thấu đáo cho nên là mình sẽ chỉ là dùng cái tưởng để mình nói chuyện thôi. Mà rõ ràng dùng cái tưởng của phàm phu thì không bao giờ có thể mà thấu hiểu hết được cái Phật trí. Chúng ta thấy ngay như Ngài Xá Lợi Phất cũng vậy. Có một lần Ngài Xá Lợi Phất, Ngài ngồi trong thiền định, Ngài tư duy, Ngài mới đến trước Đức Phật đó. Ngài tán thán, Ngài nói là trong tam thiên đại thiên thế giới và trong tất cả ba cõi này, con thấy không có ai mà cái trí và cái đức có thể vượt qua được Đức Phật. Thì Đức Phật sao? Đức Phật trả lời sao? Đức Phật nói rằng là Đức Phật nói là sao ông dám đại ngôn vậy? Đại ngôn ở đây tức là sao? Đâu có phóng đại. Đại ngôn thì là, tức là nói to, tức là nói phóng rồi đấy, nhưng mà dạ. Trên thực tế không có quá đáng, bởi vì rõ ràng là trí của Đức Phật là như chúng ta vừa học đây là không có thể so lường mà. Không phải Ngài trong tư duy thiền định vừa có nói mà, Ngài trong thiền định, Ngài mới thấy rằng là khắp cái thế giới này và tam thiên đại thiên thế giới không có ai có cái trí nào mà hơn hoặc là bằng với Đức Phật. Như mình nghe vậy mình khoái cười ha 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 với Đức Phật. Đức Phật nghe xong Đức Phật la, Đức Phật nói là đại ngôn. Đại ngôn tức là có ý là la đó. Tại sao vậy? Dạ đúng rồi đấy, Đức Phật nói là đại ngôn, Đức Phật mới la. Đức Phật nói là tại sao ông dám đại ngôn như vậy? Ông có thể mà bằng cái trí của ông có thể thấy hết được trí của Đức Phật không? Thì Ngài Xá Lợi Phất nói là thưa Đức Thế Tôn, con không có thể thấy. Thế Đức Phật nói tại sao ông dám tuyên bố vậy? Thì Ngài nói rằng là con dựa trên cái thuyền truyền thống của chánh pháp. Truyền thống của chánh pháp tức là Đức Như Lai là những người như thế, hiểu duyên khởi rồi tứ đế mới có thể tuyên thuyết ra được những cái điều như vậy. Thì đến đây thì Đức Phật mới đồng ý, để chúng ta thấy rằng là ngay như Ngài Xá Lợi Phất là thượng thủ thanh văn, người đứng đầu ở trong tăng đoàn về trí tuệ, mà cũng không có thể mà so lường được Phật trí, cho nên là mình không có thể mà làm thấu đáo được những cái việc đó. Cho nên là khi mà tán thán Đức Phật mình cũng phải cẩn thận một chút, bởi vì có một cái bài kinh nào đấy chúng ta thấy là có ông đệ tử khen Đức Phật mà cuối cùng thành chê, có ông thì chê thành khen. Cho nên là mình phải trí tuệ lắm mình mới chê khen được, cho nên bây giờ mình không phải là người trí tuệ thì đừng có dính vào cái việc khen với chê, bởi vì nó sẽ đưa đến cái pháp hữu chánh, thì là sẽ tranh chấp tranh cãi nhau và đưa đến những cầu hữu lậu nó sẽ sinh ra. Đó là cái thứ nhất. Chúng ta sang cái thứ hai là cái vấn đề mà không hiểu thấu đáo thứ hai, đó là về nghiệp. Thế là sự nói cụ thể ở đây tức là không có đơn giản là nghiệp, tức là sự trả nghiệp. Nghiệp thì nó chung, nhưng mà đây thường thường ấy là chúng ta hay suy nghĩ đến cái này, tức là chúng ta muốn trả cái nghiệp cho nó hết đi, cho nó xong, cho nó rồi. Nhiều khi nợ nhiều quá, nợ có mấy nghìn nó đòi miết. Mình còn có mấy cái nghiệp tôi trả đi cho nó rồi. Và thường thường chúng ta cứ hay mong là thôi thì con bây giờ con biết đến Phật Pháp rồi, bây giờ có bao nhiêu nghiệp thì con nguyện con đem con trả hết đi cho rồi. Có ai nguyện vậy không? Sao? Thường thường là chúng ta, nhất là cái người Việt Nam chúng ta ưa trả lắm, nợ là chúng ta muốn trả. Mà thường thường ấy mình, cái nghiệp nó xảy ra, anh bảo, thôi nó đến sớm mà khỏe, nhưng coi trước sau phải trả đi cho rồi.
Nhưng mà chúng ta thấy là cái đó là đi ra ngoài cái này một chút, nhưng mà thôi để lúc khác mình nói cái đó. Nhưng mà trên thực tế chúng ta thấy là mình trên thực tế tôi nói luôn, tức là mình không có thể nào mình trả hết nghiệp được. Và thường thường ấy, mình suy nghĩ đến ngay cái việc mà chúng ta suy nghĩ đến cái việc trả nghiệp cũng vậy, chúng ta cũng không có thể biết được. Bởi vì trong quá khứ có một cái bài kinh Đức Phật nói với ngoại đạo Niken Tử đó, khi mà họ hành hạ cái thân thể của họ để trả nghiệp, thì Đức Phật có nói rằng là mình không biết rằng là trong quá khứ mình tạo biết bao nhiêu nghiệp, tức là trong quá khứ mình tạo ra bao cái số lượng là bao nhiêu nghiệp, và trong cái đời này á, không biết là mình phải làm bao nhiêu phước đức hay là tu bao nhiêu phước nữa thì cái nghiệp đấy nó mới hết. Và không biết rằng là mình tu những cái phước đó rồi còn bao nhiêu nữa thì mình trả nó mới xong. Cho nên là tất cả những cái đó mình đều mù mờ hết, mà mình cứ suy nghĩ tìm cách mình trả nghiệp, mà mình trả một cách vu vơ. Tức là đôi khi mình không có nợ cái người đó, mà mình thấy rằng là mình gặp đó mình cứ đưa mình trả, thì cuối cùng là trả tùm lum, cái người trả không trả, cái trả cái người không trả, cuối cùng nợ vẫn nợ. Ví dụ như là thầy có vay sư cô này 2.000 không đem trả cho sư cô này, thế cuối cùng là mình lỗ mà cuối cùng mình vẫn nợ nghiệp. Cho nên là cái việc suy nghĩ đến cái trả nghiệp do mình không có nhìn thấu đáo, cho nên là mình làm nó tầm bậy tầm bạ. Thì tầm bậy tầm bạ đó nó chính là rơi vào cái tà kiến, chứ không gì khác cả. Tất nhiên ở đây không phải là không nói rằng là chúng ta suy nghĩ đến nghiệp, mà chúng ta hãy hướng đến cái việc để tu tập, để mà từ từ nghiệp nó, cái việc trí văn, trí tư và trí tu của chúng ta ấy, nó sẽ tự động, nó có cái tác năng để nó diệt cái nghiệp đấy. Và ở đây cái sự mà suy xét, suy luận đến những cái việc mà trả quả của nghiệp đó là phần lớn là chúng ta thấy là nó sẽ đưa chúng ta đến những cái suy luận sai lầm, và cuối cùng mình hành động sai lầm. Còn cái việc của mình ấy là mình ráng tu tập đi thì tự từ cái nghiệp đó nó sẽ bớt đi. Và đặc biệt là chúng ta thấy là trong cái việc trả quả của nghiệp đó, nó còn có một cái là mình hay cho cái khổ thọ và cái lạc thọ. Cái này là hầu như ai chúng ta cũng gặp, tức là chúng ta cho rằng là do cái nghiệp quá khứ. Khi mà suy tư đến nghiệp như vậy, chúng ta thấy là mỗi một lần chúng ta chịu khổ, chịu vui, chịu sướng, chịu buồn, hay là tưng tưng ở giữa không biết là vui khổ thế nào ấy, thì chúng ta cứ cho là tất cả là do quá khứ. Thì chúng ta thấy là cũng có cái hay, nhưng mà phần lớn chúng ta thấy là nó rơi vào cái định mệnh. Đó là cái hướng đi xa của nó. Và ở đây chúng ta thấy là trên thực tế mình không có thể đổ hết cho khổ thọ với lạc thọ hay là cái cảm giác trung tính đó là quá khứ được. Bởi vì chúng ta thấy là có những cái khổ thọ hay lạc thọ nó do thời tiết nó đem lại chẳng hạn. Ví dụ mình đang mặc rất là nhiều áo, tự nhiên trời nó nóng rồi mình thấy mình khổ rồi, và hoặc là mình trời lạnh mà mình quên đem áo khoác đi là mình sẽ thấy lạnh. Và cái đó là không lẽ là mình quên đeo áo khoác do nghiệp quá khứ cho nên nó làm mình lú lẫn mình không mang áo khoác đi. Thì chúng ta thấy là rõ ràng cái hành động đó nó không có dính dáng gì đến quá khứ cả, mà mình đổ lỗi cho nó là cũng tội nghiệp nó lắm. Chúng ta thấy là đổ một cách rất là vu vơ, cái gì chúng ta cũng lôi nó ra. Hoặc là chúng ta thấy là đấy là những đối với những cái việc thông thường, hoặc là cái việc mà cao hơn, ví dụ mà chúng ta tu tập, chúng ta nỗ lực tinh tấn, chúng ta ngồi thiền chẳng hạn. Ngồi thiền thì nó sinh ra cái cảm giác đau nhức lâu, nó cả sinh ra đau nhức, mình đổ tội cho quá khứ là do mình tu không tốt cho nên kiếp này mình tu ngồi có mới ngồi có 2 tiếng đồng hồ đã thấy đau chân rồi. Mình đổ cho quá khứ như vậy là không có đúng. Do mình nỗ lực tu tập thì chúng ta thấy là thường thường cái cơ thể của mình ngồi chừng nửa tiếng, tiếng nếu mà mình chưa quen là nó đau rồi. Mình ráng nỗ lực ngồi cho hơn tiếng thì kêu nó lúc nó đau chân, kêu ở quá khứ của mình tu không tốt cho nên bây giờ mình ngồi mới có hơn tiếng đã đau chân. Thì chúng ta thấy là đó là những cái suy tư mà nó vượt qua cái khả năng của chúng ta, nó sẽ khiến cho chúng ta sinh ra những cái
Tả kiến khác nhau. Và đây chúng ta lần trước có nói mình học vi diệu pháp, mình có thấy rồi, nghiệp quá khứ nó chỉ là 1/4 của tất cả mọi thứ thôi. Chúng ta có nhân của tâm đó. Nhân của tâm nó có 4 phần. Thì nhân của tâm tức là chỉ cho những cái hành động hiện tại chúng ta đang làm, cái tâm của chúng ta nó sinh lên ở trong hiện tại, thì nó có 4 thứ, đó là nghiệp quá khứ, rồi sở hữu tâm, rồi hoàn cảnh xung quanh, và cái sắc thần kinh của chúng ta nó tiếp xúc với cái cảnh vật xung quanh. Thì 4 cái đó nó tạo nên cái tâm của chúng ta ở trong hiện tại. Do đó nghiệp quá khứ nó chỉ có 1 phần thôi, mà chúng ta cái gì chúng ta đổ hết cho quá khứ trong khi nó có 1 phần nhỏ nhỏ thôi. Thì đó là cái vấn đề không hiểu thấu thứ hai. Vấn đề không hiểu thấu thứ ba là năng lực thần thông, năng lực thiền định. Không thể hiểu thấu đáo. Chữ thiền định ở đây chữ thiền định ở đây nói một cách khác, nó chính là thần thông. Nhà sở dĩ mà dùng cái chữ thiền định ở đây là muốn nói chung cho tất cả ngoại đạo và những người ở trong đạo Phật cũng vậy. Trên thực tế ngoại đạo họ cũng có đắc được thần thông, họ cũng đắc được những cái định khác nhau. Vậy thì tại sao ở đây mình nói rằng là cái năng lực thiền định hay là năng lực thần thông không thể hiểu thấu đáo được? Bởi vì ngoại đạo họ có đắc được mà. Họ đắc tức là họ biết. Mà tại sao đây mình nói rằng là không có thể hiểu thấu đáo được? Dạ. Không, cái này là mình không có tính toán để giải thoát. Tức là mình đang nói rằng là có những người suy nghĩ đến thiền định để mà phân giải ra cái thiền định và không có thể hiểu thấu đáo được. Tức là người mà đắc định ấy, tức là hiểu định. Nhưng mà đây mình nói là không có thể hiểu thấu đáo được, tức là sao? Dạ không, mình đang nói hạn chế ở cái mức thiền định thôi. Tức là đang nói là thiền định không có thể hiểu thấu đáo được. Ngoài đạo họ có thể đắc thiền, đắc định. Nhưng mà tại sao mình nói là không thể hiểu thấu đáo? Đây chưa nói đến cái tuệ giác giải thoát. Mình chỉ ngưng ngang ở cái chỗ thiền định thôi. Nên là muốn nói rằng là cái năng lực của thiền định ấy là không có thể hiểu thấu đáo hết được. Mà trong khi đó ngoại đạo họ có đắc được cái này. Mà tại sao mình nói không có thể hiểu thấu đáo được? Mình chưa đến nói đến giải thoát mà. Mình chỉ nói là đang mình chỉ đang nói ở cái mức độ thiền định thôi. Là trên thực tế, ở đây tất nhiên là chúng ta thấy là nó không có dính gì đến giải thoát, bởi vì thiền chúng ta biết là nó chưa tới giải thoát rồi. Mà đây mình nói là không thể hiểu thấu đáo là bởi vì cái năng lực của thiền định ấy, nó cũng rất là vô cùng. Và cái năng lực của thiền định ấy, nó mạnh hay yếu, nó lớn hay nhỏ, nó phụ thuộc vào cái trí. Cái trí này nó không... Trí này tức là có cả trí... Phần lớn chúng ta thấy là trí ở trong, mình có nói đại khái như mình gọi là Phật Pháp đi. Mình là người tu Phật, mình cho là năng lực thiền định của Phật Pháp và trí tuệ của Phật Pháp là cao sâu, nhiệm màu hơn hết tất cả đi. Và cái trí này cũng là trí Phật Pháp đó. Nhưng mà chúng ta thấy là cái trí này nó cũng chưa phải là giải thoát. Bởi vì chúng ta có... Tam vô lậu học là giới, định này, tuệ này. Cái tuệ này nó chính là cái tuệ này. Tuệ này, cái này nó giống nhau, nhưng mà chúng ta thấy rất rõ ràng là gọi là ba cái này là chưa có giải thoát nữa. Tam vô lậu học mà. Ba cái con đường này là ba con đường để chúng ta học tập để đưa đến giải thoát. Chứ bản thân nó không phải giải thoát. Và do đó chúng ta thấy rõ ràng cái trí này nó chưa phải là giải thoát. Nó phải kết hợp ba cái này lại nó mới đưa chúng ta đến giải thoát. Và năng lực của thiền định đó lớn, mạnh, khác nhau ấy, là nó dựa trên cái này. Như chúng ta thấy rất rõ ràng rằng là ngài trong
trong các vị đệ tử của Đức Phật lại có rất nhiều vị đắc thần thông. Mình nói ở đây tức là nói chung thiền định tức là muốn chỉ cho thần thông đấy, tức là mình nói rằng là năng lực của thần thông lớn mạnh khác nhau là dựa trên cái trí. Và trong giáo đoàn của Đức Phật thì có rất nhiều các vị đại đệ tử của Đức Phật đắc thần thông rất là nhiều, nhưng mà trong đó thì ngài Mục Điền Liên hay là ngài Xá Lợi Phất, mình cứ tính chung đi, là hai ngài đó là thần thông có thể nói là đệ nhất. Nhưng mà khi so với Đức Phật chúng ta thấy là cũng không có thể so được, là bởi vì cái trí của hai ngài nó chưa phải chánh biến trì. Lần trước có phân biệt là A-la-hán và A-la-hán chánh biến trì khác nhau. A-la-hán chánh biến trì tức là chỉ cho Đức Phật, còn A-la-hán thông thường tức là chỉ chung cho các vị A-la-hán. Chánh biến trì tức là gì? Chánh biến trì tức là trí đấy. Chi thì tức là nó dính dáng đến trí tuệ. Chánh biến tức là nó cùng khắp, các vị A-la-hán khác là chưa có cùng khắp. Cho nên là cái trí của vị chánh biến trì này với cái trí của vị A-la-hán bình thường nó khác nhau. Và do đó chúng ta thấy là dù ngài Mục Kiền Liên có thần thông đệ nhất cũng không có thể mà bằng được cái thần thông của Đức Phật, là bởi vì hai cái trí nó khác nhau. Và do đó chúng ta thấy rất rõ rằng là cái trí mà càng mạnh ấy thì cái thần thông nó càng cao siêu hơn. Do đó ngoại đạo chưa có những cái trí của giới định tuệ một cách đầy đủ thì họ không có thể mà so lường, phân biệt, suy đoán cái trí đến mức tột cùng. Và chính vì cái lý do đó họ chỉ thấy đến một cái mức độ hữu hạn thôi, tức là cái con đường thấy ví dụ mà nó tới đây thôi, ví dụ Phật trí là tới đó. Tới đây là Phật trí, mình tạm gọi là thấy hết đi, là chánh biến trì đi. Và do cái trí của họ chưa có hoàn toàn cho nên là cái năng lực thiền định, cái năng lực thần thông của họ, họ đắc định xong họ mới thấy đến đây thôi. Và họ kết luận rằng là chỉ có đây là chân lý. Giống như là lần trước có nói đó, tức là khi mà họ tu thiền, họ đắc định, rồi họ thấy rằng là xa tới cái cõi Phạm Thiên, tới cõi Đại Phạm Thiên rồi, thì họ cho rằng là Đại Phạm Thiên là cái người mà sáng tạo ra thế giới, thì họ chỉ thấy đến đây thôi. Nhưng mà với cái trí của Đức Phật, người thấy là ngoài Đại Phạm Thiên ra nó còn tới đâu, tới đâu, tới đâu, tới đâu nữa, tới tuốt tới đây nữa. Cho nên là khi mà cái trí của mình, cái năng lực thiền định ấy, nó cũng nhiều thứ để mà nói lắm, mà mình mới thấy tới đây thôi là bắt đầu mình suy luận ra nhiều cái khác nhau. Và khi mà suy luận theo cái thấy biết và mình nghĩ rằng mình đắc ấy, cho nên là mình nghĩ rằng là cái chi kiến đấy của mình mới đúng, và do đó mình sẽ chấp chặt. Và chấp chặt như lần trước có nói, chấp chặt là một hình thức của tà kiến khi mà cái đó nó chưa có đúng hoặc là chưa hoàn toàn, cho nên là nó sẽ sinh ra những cái tà kiến khác nhau. Và cái thứ tư là thế gian không thể hiểu thấu đáo. Thế gian cũng giống như Như Lai lần trước chúng ta có nói, như vừa nãy có đề cập ấy, khi mà suy nghĩ đến thế gian thì bắt đầu chúng ta nghĩ đến là thế gian là trường tồn hay là diệt. Và còn nhiều thứ nữa, giống như là chúng ta khi mà nghĩ đến thế gian lập tức chúng ta nghĩ rằng là ai là người tạo ra cái thế gian này, và chúng sinh nào là cái người hiện hữu ở trên thế gian này trước hết, và vân 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 vân. Rồi mình suy nghĩ tùm lum, tại thế gian nó có nhiều thứ mà. Rồi mình mới suy nghĩ là tại sao con quạ nó lại đen, con cỏ lông nó lại trắng, thì tùm lum cái thứ chuyện nó khởi lên. Cho nên mình có nhiều câu chuyện cũng hay lắm. Mình có cái câu chuyện cái câu chuyện này không biết có nghe là câu chuyện Thì Lá, chúng ta có nghe chưa? Ủa, câu chuyện dân gian lẽ là phải nghe chứ. Khi mà thế giới hình thành, bắt đầu cây cối sinh sôi nảy nở ra thì các loài chưa có tên ấy, nên mới chạy lên ông Thượng Đế để xin ông Thượng Đế đặt tên. Ông ấy mất nguyên một ngày một tuần, ông đặt tên cho hết cây này hết cây kia. Ông tưởng xong rồi ông thở phào, ông nhẹ nhõm.
Ông relax, tự nhiên có cái cây nhỏ xíu nó chạy lên và chưa thượng đế xin ngài đặt tên cho con. Ông phải bí quá, từ mấy ngày nay mình đặt tên quá nhiều rồi, bây giờ không biết là đặt tên gì. Thế ông ngậm rằng đó, con thì là... Ông chưa kịp nói, ô tôi có tên thì là, chạy xuống què. Chúng ta thấy chúng ta suy nghĩ theo cái kiểu mà hiểu biết của chúng ta, rồi mây mưa, sấm sét các thứ tùm lum ra. Chúng ta đặt ra như vậy để chúng ta giải thích những cái hiện tượng tự nhiên đó. Thì chúng ta thấy là chúng ta nhìn theo cái quan điểm, quan kiến và cái tưởng chi của chúng ta, cho nên là nó không có thấu đáo. Chúng ta muốn diễn giải, tìm hiểu những cái vấn đề mà khó có thể giải thích được thì không có cách nào để chúng ta tưởng tượng ra. Bắt đầu chúng ta giải thích, và do giải thích như vậy lâu ngày thì nó quen, thì chúng ta cứ nghĩ rằng đó là cái sự thật, đó là một cái chân lý. Cho nên là chúng ta dẫn đến những cái sai lầm. Cho nên chúng ta thấy là có rất nhiều thứ mà Đức Phật không có trả lời. Mặc dù cái trí của Ngài, Ngài biết chứ không phải là Ngài không biết, nhưng mà Ngài thấy rằng là không có nhất thiết phải trả lời những cái vấn đề đó. Như vậy là chúng ta xong cái nguyên nhân thứ tư, là có nhiều cái suy luận sai lầm. Chúng ta còn một cái nguyên nhân nữa là thứ năm cuối cùng, là không khéo vượt khỏi sai lầm. Từ số 1 đến số 4, chúng ta thấy là rồi có khuynh hướng, rồi thân cận người tà kiến, hững hờ chánh pháp, rồi nhiều suy luận sai lầm. Có thể thấy là nó bốn cái phía trên này nó nhiều đến cái hiện tại hơn. Bắt đầu từ đây, bắt đầu chúng ta thấy là nó mới dính đến quá khứ. Chúng ta chia ra cho vui vậy thôi, nhưng mà trên thực tế thì nó có đầy đủ trong quá khứ hay trong hiện tại, nhưng mà phần lớn thì nó là phía trên này rõ ràng là hiện tại, phía dưới thì nó thuộc về quá khứ nhiều hơn. Không khéo vượt qua khỏi sai lầm, tức là có những cái sai lầm nó đã xảy ra mà chúng ta không khéo, thì đại khái vậy thôi. Thì không khéo tức là chúng ta không có khéo léo tác ý, tức là trở lại tất cả những cái vấn đề trên đó. Không khéo vượt qua sai lầm, tức là chúng ta không khởi sinh tác ý đúng. Tác ý là cái ban đầu mà dẫn cho mọi thứ nó khởi lên. Không khéo khởi sinh tác ý, cho nên là nó mới sinh ra cái việc là kiến tùy miên. Tất cả những cái việc trên đó. Hay lần trước mình còn dùng cái từ khác là kiến ngâm tầm. Khởi lên. Tất cả những cái vấn đề vừa rồi mình theo cái sức tưởng chi của mình ấy, từ từ chúng ta thấy là nó thấm dần lâu ngày, thì bắt đầu nó hình thành cái tư tưởng. Và nó hình thành rồi ấy, chúng ta chấp vào đó, là bắt đầu chúng ta thấy là rõ ràng là không khéo vượt qua khỏi những cái sai lầm đó. Và do đó chúng ta thấy là tất cả những cái sai lầm này nó không có tự nhiên, nó không có sẵn để nó khởi lên. Mà nó khởi lên là do cái gì? Hai cái anh này, này. Nó khởi lên đấy, không phải là nó có sẵn. Nó khởi lên, mà nó khởi lên là do cái gì? Nè, đúng rồi, do cái duyên. Cái này là mình vẫn có là những cái tùy miên đó, những cái ngủ ngầm đó, nó có thể nó không khởi lên được, nhưng mà nó khởi lên là do chúng ta cho những cái duyên nó vô. Chúng ta hình dung giống như là mặt biển đó. Mặt biển chúng ta thấy là nước nó sẵn có ở đây, nhưng mà chúng ta thấy là sóng nó muốn khởi lên đấy, là nó phải do cái duyên là có gió. Và rõ ràng rằng là sóng là nó không có sẵn có ở trong nước, mà nhờ cái duyên thì nó mới khởi lên được. Do đó tất cả những cái
hình thức, bốn cái hình thức ở trên đó, chúng ta thấy là nó từ từ nó hình thành lên cho chúng ta cái kiến, kiến tùy nguyên và cái kiến ngâm tập. Do chúng ta không khéo vượt qua, từng bước vượt qua nhiều thứ, tức là mỗi một ngày chúng ta hình thành lên cái suy luận sai lầm, rồi thân cận với người tà kiến vân vân, thì nó sẽ hình thành một chút một, và thường thường là chúng ta không thấy ngay lúc đó, mà từ từ nó thấm dần vào trong con người của chúng ta, thì bắt đầu chúng ta mới hình thành lên cái kiến tùy miên. Và rõ ràng cái kiến tùy miên ở đây tức là những cái mà sai lầm đã có. Như vậy kiến tùy miên là sai lầm đã có trong quá khứ. Sai lầm đã có hoặc là đã nắm giữ. Cho nên nó mới tùy miên, nó ngủ ở trong chúng ta. Và tất nhiên ở đây chúng ta thấy là thế gian nó có nhiều thứ kiến tùy miên lắm. Nó có nhiều, rất nhiều dạng. Nhưng mà như lần trước có nói đó là có bốn cái dạng là thường, lạc, ngã tịnh. Cái này nó, bốn cái pháp này nó bao gồm hết cho thế giới quan và nhân sinh quan. Vừa thế giới con và vừa con người. Đó là bốn cái thứ. Và Đức Phật gọi bốn cái thứ này nó gọi là điên đảo. Điên đảo pháp. Điên đảo tức là nó lộn ngược lại. Lẽ ra là nó là vô thường thì chúng ta bắt nó phải thường. Nó là vô ngã thì chúng ta bắt nó phải có ngã. Và nó là khổ thì chúng ta cho nó là vui. Và nó là bất tịnh, chúng ta cho nó là tịnh. Cho nên là chúng ta mới thông thả, chúng ta enjoy được. Chúng ta không có thấy là lửa cứu đầu nhiên như trong giới bổn chúng ta tụng đọc ấy, hay là kinh Pháp Hoa đúng không? Kinh Pháp Hoa hay kinh gì nhỉ? Thì chúng ta thấy là giống như là chúng ta thấy như vậy, cho nên là chúng ta cứ thong thả, chúng ta enjoy giống mấy đứa nhỏ mà chúng ta không thấy là nó đang đuổi chúng ta tới sát nút rồi mà chúng ta không có chạy được. Thì đó là năm cái nhân sinh ra tà kiến. Bây giờ chúng ta đi sang cái phần cuối cùng nữa là phần 4 La Mã. Là bốn ý nghĩa. Cái đó là vị ngọt đó. Mình gọi là vị ngọt. Tức là thì nó gọi là điên đảo pháp thôi. Bốn cái đó nó gọi là điên đảo pháp bởi vì bốn cái đó nó làm cho chúng ta sinh ra cái tà kiến do chúng ta hiểu sai. Tức là vốn dĩ nó là vô thường mà chúng ta nghĩ rằng là nó thường. Thì cái thường với vô thường nó gọi là cái pháp mà khi mà chúng ta nghĩ mà nó sai đi thì gọi là pháp bị sai hay pháp bị ngược. Ngược tức là điên đảo lại thôi. Yeah. Cái vị ngọt nó là vị ngọt tới cái chỗ mà thường lạc ngã tịnh ấy. Cái chữ lạc ấy tức là cho những cái điều là vui, tức là nó có thế gian nó có khổ, có vui, cho nên thường là một pháp, lạc là một pháp, ngã là một pháp và tịnh là một pháp. Và còn cái này ấy, tức là muốn chỉ cái tính chất chung của thế gian ấy là nó có ba, có vị ngọt, có nguy hiểm. Dạ không có đặt tên thì nó vị ngọt, nó là vị ngọt thôi chứ nó không có cái tên. Tức là ở đây muốn chỉ rằng là những cái điều mà đại khái như là Soka là cái tên Pali mình dịch ra, nó là những cái pháp dụ dỗ chúng ta thôi. Tức là cái tên của nó tức là vị ngọt thế thôi. Tức là
nó có ba tên: vị ngọt, nguy hiểm và xuất ly. Rồi, chứ mình không có đó, cái này nó là cái tên rồi. Và sao ạ? Yếm ly á? Cái này á? Cái này hơi bí nha, có ai hỗ trợ chút không? Hai cái khác nhau là sao? Xuất ly là như nào và yếm ly là như nào? Sao? Cái này là ra khỏi rồi. Rồi còn cái này. Cái gì che giấu? Còn che. Rồi có ai hiểu khác không? Thì cũng đúng vậy, tức là còn. Còn ai hiểu khác không? Yếm thế á? Cái gì ạ? Yếm thế á? Yếm thế á? Hay là yếu á? Yếu, cái gì yếu? À, cái sự xuất ly yếu. Còn ý khác không? Điên đảo. Đó, do mình cái trí giải thoát nó lớn quá, mình không có suy nghĩ thấu đáo nữa, cho nên là bắt đầu mình mới suy nghĩ. Nhưng mà cái này không phải tà kiến, cái này là mình đang gọi là mình đang discuss, tức là mình đang thảo luận. Thảo luận khác mà mình hiểu sai, mình tà kiến nó khác. Tà kiến tức là gì? Mình hiểu như vậy nhưng mà mình giữ như vậy, mình cố chấp như vậy. Còn đây mình đang thảo luận để cho nó vỡ vạc cái vấn đề ra thì nó không phải tà kiến. Cho nên là mình hiểu tà kiến không có trúng, là nhiều cái mà mình muốn làm mà mình không dám làm là... Rồi cái này còn ai hiểu khác nữa không? À, tới phiền thầy à? Ủa sao lẹ vậy, mới có 3 người thôi mà rất thì đông lắm mà. Xuất ly thì rõ ràng là cái này đúng rồi, chúng ta hiểu đúng rồi. Xuất ly là chúng ta vượt ra khỏi. Đó. Còn yếm ly tức là gì? Đây là cái người đó đang nỗ lực yếm ly, tức là chúng ta lánh. Giống như mình gọi là cái chữ yếm này giống như yếm thế đấy. À, yếm thế tức là mình chán cuộc đời này. Yếm thế. À, bây giờ thôi mình câu giờ đi, đi yếm ly nó khác nhau là sao? Yếm ly, yếm thế, hai cái có chữ yếm tức là xa lánh rồi đó. Hai cái này khác nhau hoàn toàn đúng không? Mình biết thừa là khác nhau hoàn toàn rồi đó. Yếm thế tức là mình chán đời. Yếm thế là chán đời. Còn yếm ly là cái gì? Chưa có chán, tức là còn enjoy hả? Tức là sao? Chưa có chán, tức là còn enjoy đúng không? À đúng, cái đấy đúng, tức là mình cũng chán. Đúng rồi, mình chán mà chưa ra, đúng rồi, chưa xuất ly. Mà mình đang, tức là chán ở đây là mình chán cái cuộc đời đó. Tức là mình thấy cái đời, mình thấy cái bộ mặt của nó rất rõ này. Nó có vị ngọt nhưng mà nó rất là nguy hiểm, cho nên là mình muốn xuất ly. Và muốn xuất ly nó, cho nên là mình không có muốn dính đến nó nhiều nữa. Cho nên mình yếm ly, tức là mình giống như mình đi vào rừng sâu yếm ly để mình tu tập, để mà lánh cái đời, bớt cái đời đi, bớt cái trộn rộn của cuộc đời. Không phải là mình chán hoàn toàn cái cuộc đời này, nhưng mà tức là mình thấy rằng là nó có đó nhưng mà nó không có tốt, cho nên là mình muốn là xa lánh nó đi để mình đủ cái đạo lực. Bởi vì mình biết rằng là cái khả năng của mình chưa đến cái mức này,
và mình còn phải nỗ lực cần cầu giải thoát, cho nên là mình phải tránh nó đi để mình phát triển cái đạo lực của mình để cho nó vững vàng. Khi mà vững vàng rồi đó, mà mình có đủ khả năng mình xuất ly rồi đó, thì lúc đấy là mình có thể tự do tự tại hay đi vào cuộc đời, gọi là thiện thệ là vậy đấy. Dạ, yếm ly tức là mình tránh bớt đi, tránh duyên đó. Mình tránh bớt cái duyên của cuộc đời đi, bởi vì sức của mình chưa có đủ sức mà mình đi vào đời nhiều quá ấy, thì mình sẽ bị những cái phiền lụy của cuộc đời nó cuốn mình đi đó. Giống như mình là một cái cây còn non hoặc là mới được có vài tháng mà mình chạy ra gió sớm quá thì sẽ bị gió nó quật ngã. Cho nên là mình phải tránh cái gió đi, tránh gió tức là mình yếm ly, tức là tránh những cái sự bão táp của cuộc đời đi một chút để mình vững mạnh. Khi mà mình vững mạnh rồi thì mình không có nhất thiết phải yếm ly nữa. Chúng ta sang cái phần là được chưa? Là bốn ý nghĩa của tà kiến. Trên thực tế mình học tùm lum vậy thôi, nhưng mà bốn ý nghĩa này tức là mình muốn tóm gọn lại những cái mình đã học thôi. Thì cái thứ nhất đó là trạng thái. Tâm sở tà kiến, tâm sở tức là trạng thái. Ở đây tôi thấy là cái trạng thái, tức là mình lôi cái chính yếu của cái tà kiến rồi đó. Cái trạng thái của nó là khấn khít với điều không đúng. Khấn khít hay là mình cố chấp đấy, hay là mình chấp chặt cái trạng thái của nó. Nên là cái tính chất của nó, khi nào mình thấy cái tâm mình là nó có cái tính chất là nó nắm chặt vào cái điều đó, thì chúng ta thấy là nó là một cái hình tướng của tâm sở tà kiến. Và cái cố chấp và cái điều không đúng này đó là nó có hai. Thứ nhất là cái điều đó là cái điều lầm lạc. Lầm lạc tức là cái điều mà nó không đúng mà chúng ta không buông bỏ được, hoặc là chúng ta đặt niềm tin hoàn toàn vào cái điều đó. Mà khi mà có người phân tích rằng là cái điều đó không đúng, nhưng mà chúng ta có cái thiền định ở trong đầu rồi, chúng ta nhất định là không có chịu. Anh phân tích thì phân tích, nhưng mà tôi hiểu như vậy là hiểu, tức là mình tin chặt vào cái điều mà nó không có đúng. Ở đây thậm chí mà cái điều lầm lạc này nó đó là những cái điều không đúng của thế gian, thì chúng ta thấy là nó thô rồi. Và thậm chí mà có những cái điều nó thanh cao hơn chút, nếu mà chúng ta không khéo léo đó, thì nó cũng rơi vào cái tà kiến. Là có một cái lần thời Đức Phật vậy, có một số vị tỳ kheo tu tập thiền định đó, đắc được cái tăng thượng tâm, thì các vị cứ ngỡ rằng là mình đắc được quả A La Hán, nên mới đến thưa với Đức Phật, nên là muốn đến trình với Đức Phật để Đức Phật xác minh xem có đúng là đắc được quả A La Hán không. Thì khi mà các vị vừa mới tới cửa tinh xá thì Đức Phật biết, Đức Phật mới gọi ngài A Nan, nói rằng là A Nan kêu các vị tỳ kheo đừng có gặp ta mà đi ra ngoài bãi Tha Ma đi. Thì khi mà các vị này cũng nghe lời, thì khi mà đi đến cái bãi Tha Ma đó, thì các vị thấy một cái xác cái người phụ nữ mới mất còn trẻ, mới mất xong còn rất là xinh đẹp, thì bắt đầu tham dục các vị bắt đầu khởi lên. Thì các vị tự nhiên nhận thấy ngay rằng là mình chưa có đắc quả A La Hán. Thì chúng ta thấy là cái tăng thượng tâm khi mà mình tu định đó, nếu mà mình không khéo léo, không nhận ra được ấy, thì cái đấy nó sẽ rơi vào một cái dạng của ngã mạn, rồi từ từ nó đưa đến tà kiến. Thì cái thứ nhất là cái lầm lạc tức là mình tin vào cái điều không đúng, và cái thứ hai nữa là thấy không hết. Thấy không hết tức là giống như thầy bói mù rờ voi đó, chúng ta chỉ thấy một phần thôi, và chúng ta do là mắt chúng ta không có tinh, chúng ta thấy là giờ phần đó thì chúng ta biết là chỉ có cái phần đó thôi. Chúng ta cứ nghĩ rằng là con voi nó giống cái cột nhà, nhưng mà nó đâu có phải. Cho nên là chúng ta thấy không hết, cho nên là chúng ta tin chắc vào cái điều mà chúng ta cho rằng là theo chúng ta là đúng, cho nên là nó sinh ra tà kiến. Thì nó cái trạng thái của nó có hai như vậy. Và cái thứ hai là phần sự của tà kiến tức là nó suy xét sai, giống như là cầm vào chân con voi, cho rằng con voi nó là cột nhà và kết luận nó là cột nhà, tức là chúng ta suy xét, sau một hồi suy xét
chúng ta mới thấy rằng là cái con voi nó là cái cột nhà chứ nó không có khác gì mấy. Thì cái phận sự của nó, phận sự của cái tâm sở tà kiến, tức là nó suy xét sai vấn đề đi, và từ cái suy xét sai cái vấn đề này nhiều lần nó bắt đầu nó đưa đến cái kháng khít này, đưa đến cái trạng thái này. Đó. Sao phận sự tức là cái việc của nó, sự tức là việc, sự việc đó, cái bổn phận của nó, cái việc của nó, cái bổn phận của nó là nó có cái chức năng là quyết định sai, đưa ra những quyết định sai, đưa ra những cái suy nghĩ sai. Và tất nhiên những cái suy nghĩ sai ở đây là những cái suy nghĩ mà nó không đúng với duyên khởi. Dạ đúng rồi. Bởi vì tất cả pháp ở thế gian này là duyên khởi, mà mình nhất định mình không cho nó là duyên khởi, mình cho nó là có một cái ngã thường hằng hay ngã gì đó. Và chính vì cái hướng đi của chúng ta, cái khuynh hướng nó sai cho nên là khiến nó sai và dẫn đến cái phận sự nó sai. Và thứ ba nữa là thành tựu. Đó là chúng ta chấp cứng ngắc vô, chấp chặt vô, chấp chặt vô những cái mà chúng ta đang thấy sai để hình thành lên một cái quan niệm, một cái tư tưởng. Và cái cuối cùng nữa là nhân cần thiết. Chúng ta vừa học có 5 cái nhân đấy, nhưng mà cái nhân cần thiết nhất, đây là mình tóm gọn lại tất cả những cái mình học, đó là mình xa lánh bậc hiền trí. Tức là mình không có thân cận với lại bậc thiện hữu tri thức, thiện tri thức. Thì đó là tất cả những cái mà chúng ta đã học về cái tâm sở tà kiến. Và khi nào mình thấy cái tư tưởng, hành động của mình mà nó khăng khít với một cái điều gì đó, ví dụ mà chúng ta thấy là không biết nó đúng hay sai mà chúng ta chấp chặt vào đó, là chúng ta thấy là đã có phần sai rồi đấy. Bởi vì cái tư tưởng, quan niệm của chúng ta không bao giờ nó đúng hoài được. Ví dụ nó có đúng lúc này nhưng mà nó có thể sai lúc sau. Cho nên khi mà mình bị rơi vào cái trạng thái khăng khít, tức là mình sẽ sinh ra cái việc chấp chặt là sinh ra cái việc mình cứng đầu. Mà đối với Đạo Phật, tức là mình phải luyện làm sao cho được cái tâm nhu nhuyễn, như là cái tâm nhu nhuyễn dễ sai bảo. Ví dụ như là cái thanh sắt mà nó dày bằng một cái bắp tay của mình ấy, mình muốn uốn nó mình không có uốn được, thì cái đó đang gọi là cái bắp tay mình đang cứng đầu. Còn khi mà cái thanh sắt đó mình hơ lửa lên thiệt nóng là mình có thể bẻ nó được, tức là lúc đấy nó nhu nhuyễn rồi thì mình có thể sử dụng vào bất kỳ việc gì cũng được. Cho nên là mình đừng bị rơi vào cái trạng thái mà lúc nào mình cũng cứng ngắc, vậy là mình sẽ đi sai. Và thành tựu của nó là mình chấp chặt, và nhân cần thiết nó là mình không có thân cận thiện hữu tri thức. Thì đó là tất cả những cái mà về tà kiến. Chúng ta có thắc mắc, có hỏi gì không? Nếu không hỏi thì thầy hỏi. Thì có học cũng phải có hỏi chứ, bây giờ thôi thầy nói thầy tự hỏi. Thường thường mình bây giờ mình học về tà kiến, mình thấy nó liên quan rất nhiều đến cái việc mà thường kiến với lại đoạn kiến, vân vân. Chính cái thường kiến, đoạn kiến là nó đưa chúng ta đến cái tà kiến. Bây giờ mà có một cái câu hỏi, cái này mình gặp nhiều, và hai cái này là có thể nói nó chính là cái thủ phạm đưa đến cái tà kiến, đó là thường kiến và cái gì? Và thân kiến. Đoạn kiến biết, thường kiến, đoạn kiến biết rồi. Thường kiến với thân kiến, chúng ta thấy là hai anh này nó khác nhau ở chỗ nào? Mình hay thường thường nhắc đến thường kiến với thân kiến. Và bậc dự lưu là cái bậc mà phải đoạn được thân kiến đầu tiên. Thân kiến nghi dưới gấm thổ. Hai này khác nhau là sao? Thường kiến, bây giờ mình định nghĩa thường kiến là cái gì, thân kiến là cái gì? Thân kiến tức là mình chấp thân mình làm sao? Đúng rồi, là ta, tức là có ngã đó. Khi mà mình chấp và mình có một cái ngã, tức là nó đi ngược lại cái giáo lý vô ngã, cho nên là cái hướng đi của mình nó không có thể đưa mình vào đạo quả được. Cho nên bậc dự lưu muốn đắc được dự lưu là ít nhất là chúng ta phải phá vỡ cái này đã, bỏ cái thân kiến đó. Rồi thân kiến còn cái gì nữa không?
Định nghĩa thân kiến vậy đủ chưa? Chưa là còn thiếu cái gì nữa? Giờ tối rồi. Thì đó, nó là cái ta. Tối rồi tức là bằng này đủ rồi. Còn thường kiến là cái gì? Thì nó cũng là còn mãi. Rồi mình nói nhanh này, cái này là cũng chấp thường. Thường kiến tức là chấp thường, và trong đó là thường nó có hai hạng, tức là chấp mình thường. Mình thường tức là cái này đó, tức là ta thường còn, và cái này là tha thường. Tha thường tức là sao? Tha thường là giống như thượng đế đó. À, thượng, mình không thường nhưng mà thượng đế thường, cho nên khi mình chết mình về với thượng đế thì cái đó gọi là thường kiến. Thường kiến nó gồm hai anh này, còn thân kiến nó chỉ có một anh này thôi, cho nên thường kiến là rộng hơn thân kiến. À, thế thôi. Để chúng ta thấy là hai cái anh này là hai cái anh mà, bởi vì sao mình phải phân tích ra, bởi vì cái này ấy là phần lớn là ngoại đạo rơi vô, còn cái này là mình không, mình vào với đạo Phật là bao giờ mình thấy là mình không có cái này rồi, nhưng mà mình còn cái này. Cho nên để chúng ta thấy được hai cái sự khác biệt nhau, để khỏi mình không, có thể mình không rơi vào tà kiến cái anh này, nhưng mà mình rơi vào tà kiến từ cái anh này. Rồi sau buổi hôm nay là thầy sẽ gửi đề thi để chúng ta thi. Chắc bởi vì thầy sẽ đi vắng khoảng một tháng. Rồi chúng ta có thắc mắc gì nữa không? Còn thi tức là mình trả lời câu hỏi, giống như là vừa nãy thầy hỏi mà không ai hỏi, thì bây giờ là thầy phải cho câu hỏi. Tại cái lỗi vừa rồi là không ai hỏi, cho nên thầy phải cho câu hỏi, mà hỏi một câu nó chưa có đã, phải hỏi nhiều câu nó mới đã. Rồi mình hỏi hướng rồi. Thầy đâu biết đâu, thầy chỉ ra câu hỏi thôi, tại mọi người không chịu hỏi. Rồi mình hỏi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và sanh đều chọn thành Phật đạo.